Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp này. Thôi thôi đi ra chỗ khác, lớp không ai học đâu. Biến chắc mới đến đúng không, lại lao công mới à. Xời. Đưa đến lúc ngọn nẹp mà nuống đần vơi nắng đê. Ngồi im hết cho tôi có luật mới đây. Là nhá. Học sinh chứ không phải bộ đời. Không phải bộ giờ đời đâu. Sách bút ra ghi quy định mới đi. Có ý kiến gì thì phải hỏi ngay. Tôi không nên ý kiến. Quy định trường lớp tôi đề ra. Không được nhuộm tóc như này nha. Không được tô son phấn. Trang điểm make up như là ma. Không mang đồ ăn vào trong lớp. Nếu tôi bắt được sẽ không tha. Quy định như này đây. Nếu như các cô các cậu cảm thấy không chấp hành được xin mời ra. Đi về em nhé. Đầu em nấm hôm qua mới cắt sóng thưa thầy. Thôi thôi cậu đừng lý do. Đừng có mà lý do. Trường lớp chứ không phải là xã hội. Quay đầu lại và hãy nhìn về đằng sau. Phía sân trường đi. Cậu có thấy lá không, nhặt hết giùm tôi. Em đã làm sai em gì, làm gì sai đâu. Quần áo rách rách nát nát trông như là ăn mày. Bọn mày có thấy chúng ta như đang là bị áp bức. Đang bị áp bức ấy. Đang bình yên tự nhiên mọc ra cái lão này. Chả hiểu lão này từ đâu ra cơ. Thôi, giờ tao có một cách để khiến cho lão này phải ra đi. Cách gì ấy? Đi thật xa mà không có lối về. Ơ thật á? Theo tao. Bin, mày cầm một đầu dây rồi thong xuống chỗ mày. Còn thằng Tùng thằng Thanh thì cưa đúng chỗ này. Này này Quỳnh Anh ơi, mày ăn nó nhanh lên. Ăn nhanh của tao với tao xin mày đấy. Ê, này này bọn mày ơi, ông đến bên kia rồi. Đang ở cầu thang rồi. Nhanh nhanh lên rồi đi xuống chỗ ngồi. Mỉm cười và khoanh tay, kịch hay sắp đến rồi. Có kịch hay rồi. Vừa nắng to cơ mà trời đột nhiên lại ập một cơn mưa giông thật bất ngờ. Dạ đầy ơi, do cơn mưa to nên em mới đến muộn. Vì cậu là lần đầu nên tôi cho qua, đã nhớ chưa? Nào từ từ ngồi dậy, tôi đưa cậu lên trên ghế ngồi. Từ ngày học trường này không ai tốt như thầy. Tần là nhẹ ngầm nậm em rơi nước mắt đây. Do thầy may chẳng hay thằng nam mặt ngu, tự nhiên nó đến muộn. Cay thật. Thôi nghe tao nốt cách này. Nốt lần này thôi. Răng dây ra đứng hai bên đường. Làm gì đấy? Bây giờ hãy ở đây để tao chạy ra bụi cây đằng kia đứng đó rình. Đứng đằng kia rình. Ông ta đi qua tao sẽ giơ tay. Để tao vẫy tay nhá. Hai bên căng dây ngã sấp mặt lìn. Ơ kìa hương cờ rớt của anh tại sao lại đi qua lối này. Sao em lại đi qua lối này? Anh em ơi nâng nó đã nơ này. Mau mau nhanh tay kéo căng dây đào. Nhanh lên. Tiên sư chúng mày, đường nhà bọn mày à mà lại căng dây ở chỗ này. Ủa lão đặt mày nhiều lời làm gì, mau mau mang dây trói hết lại. Nộp tiền thì chuộc lại, không có là tao sẽ cắt tay. Cắt tay chúng mày luôn. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh để tôi giải quyết.
là mình chờ thầy xem sao. Tao thấy vô ích vì thầy chẳng quan tâm đâu. Thì hãy cứ nghĩ xem do mình đã trêu chọc thầy. Để nào mà thầy lo cho thôi, cứ nghĩ cách khác đi chứ biết trông chờ gì. Ê, hay là mình đi báo công an? Không, mình thì làm gì có chứng cứ liên quan. Tao thấy vết máu có khi là của Nam Ngu. À, chứng cứ đây rồi tao nghĩ báo công an được. Mày đem thấy cái gì? Mới khám xét qua hiện trường thì thấy cái băng đầu chắc chắn của Nam Ngu rồi. Thôi chắc đấy tao ạ, mày luôn ra chẳng còn thời gian đâu. Giờ tao muốn có tiền nếu muốn chúng nó an toàn. Tôi sẽ cố đưa ông tiền, các ông muốn bao nhiêu tiền? Tao muốn có 20.000 đô. 8 giờ tối hôm nay phải có tiền. Tính sao anh em? Biết xoay đâu ra? Đánh lô xem sao chúng may ra có tiền. Bố tao ôm lô để tao ghi cho. Đã đến nước này mà bọn mày vẫn đứng đe đùa. À, đứng lên anh em. Chúng ta đi đâu? Anh em chúng ta đông người hơn, lấy vũ khí mau ta cùng lên đường. Trong làm sao không sao, yên tâm tao đã có cách của tao. Giờ thì tao chạy ra đánh lạc hướng kêu la ngoài này, bọn mày nhân thời cơ chui vào đó cứu nó ra cho nhanh là xong. Mày ơi sao ở trong đông người hơn phía ngoài đây, nhìn quanh tao tổng kết có tổng tới 5 thằng đứng. Giờ đây phải làm sao khi bọn nó đông người hơn? Ôi không sao đâu, hãy cứ yên tâm, tao đã có cách để tách chúng nó. Giờ tao với thằng Trung qua đây lấy tiền ra kéo chúng nó nha. Thế còn con Nhung đi theo tao. Các anh chắc chưa ăn gì, vậy thì nhanh chân theo em nào. Đi vào đây mình cùng nấu cơm. Một combo sắp hết quả này mới thơm. Trời đang nắng mà phải đứng gác, dịp cùng em điếu thuốc nha bác. Chú ở đâu sao anh không quen? Em ở đâu cũng không quan trọng, nào mời bác dịp cho sâu vào. Thuốc ở đâu mà thơm thế em? Tại sao anh thấy choáng váng, mày lại đỡ anh? Ôi trời ơi! Chúc anh yêu ngủ ngon. Đây, cả gan đến đây tay không bắt giặc. Làm gì mà tay không? Chúng cháu có mang vũ khí mà. Nhốt hết vào trong kho đợi tao, ngày mai đích thân tao đi giao hàng. Nội tạng tăng giá, đại ca chúng quá to. À hóa ra là chú buồn lòng làm cháu cứ lo bắt cóc tống tiền. Thôi vui tùy lúc, thả cháu đi tối mật rồi. Thì đúng, tao là dân buồn lòng mề, biệt danh của tao là Minh Máu Lạnh. Lòng mề tao buồn lấy từ bụng chúng mày ra. Tha học sinh của tao ra. Tao nghĩ là mày đến nhầm chỗ rồi. Có thể tao đến nhầm chỗ, nhưng mày bắt nhầm học sinh của tao rồi. Dựa vào một mình mày à? Mày đang đùa bố mày à? Đại ca, nó không đùa đâu, chúng nó đông thật đấy. Mày là thằng nào? Tao là ai? Không quan trọng.
mày bắt học sinh của tao thì tao đánh mày. Anh em lên. Xin thầy cứ trách đi, lỗi do em mới xảy ra thế này. Hiểu sai là cũng tốt lắm đây, quan trọng sửa sai mới khó đây, để cho thành tích quyết định. Chúng em đây hứa từ nay sẽ chăm, hứa với thầy lớp mình sẽ dẫn đầu. Chỉ riêng học sẽ không vui đâu, vừa học vừa chơi sẽ vui hơn, cả lớp đoàn kết thầy ơi. Tôi nhờ. Dạ có việc gì thế anh? Nghiêm trọng nghiêm trọng nghiêm trọng. Bên trên có thư nặc danh, tiếp nhận xong mà tôi hoảng hốt. Anh cứ yên tâm là. Làm sao? Học sinh của em rất ngoan. Cái đấy thì tôi biết rồi. Lớp phấn đấu thi đua, tôi cũng biết rồi. Tháng vừa qua còn xếp hạng nhất. Thư nặc danh đây nghiêm trọng hơn. Trong trường ta đang buôn bán cần sa, mà trong thư còn ghi chi tiết hơn, chính người đang bán là thầy giáo. Nhưng mà thầy làm thế anh? À, cái đấy thì tôi cũng không biết, trong thư không có ghi. Dạ đại ca yên tâm, chú cô lo việc nhé. Nếu tốt sẽ có quà, chắc chắn tuần này em sẽ xong. Tuần sau là nó bóc lịch rồi. Ô ô, thủ xưa giờ đây đã trả được. Ố kìa thầy Đức, mắt để đâu, có đuôi hay mù? À sorry, tôi ra nhà vệ sinh gấp. Để nhặt cho. Ôi thầy Đức, đánh rơi cái gì? Mồm nhiệt đau nên tôi phải đi đánh răng. Anh ơi em nhìn thấy tay Đức đi xịt cần. Tôi không tin là có chuyện như thế. Mà anh không tin phải không? Không, chú chứng minh xem nào. Vậy hiệu trưởng mau đi cùng em bắt quả tang. Được, đi luôn. Này thầy Đức có trong đó không? Ờ em đang bận phải đánh răng. Có thông tin thầy đã mang cần sa bán trong trường. Chắc nhầm rồi em không có đâu. Thầy móc túi ra xem nào. Chú cứ rảnh rảnh đây thôi. Lên phòng với tôi. Tao thật đau dường như là chẳng muốn tin thầy ship cần xa ư. Chừng cứ ở đây cơ mà trước thầy là găng tơ. Mày đừng nói láo, tao nghĩ bị gài bẫy thôi. Mâu chốt là ai tung tin thầy ship cần xa. Tôi đã cố gắng nghe đây thầy nói đi. Dạ em bị vu oan. Chừng cứ ở đây thôi, thầy đừng có mà là lôi thôi. Một là thầy nói dối, hai nữa là thầy nói điều. Hiệu trưởng nếu tin em thì cho em 2 ngày nữa. Bọn mày ơi, có bằng chứng gì chưa?
diện tình nghi sát nhập thêm ba người nữa là bảo vệ trong trường, thêm con Dương Lập Bình, cả hiệu trưởng cũng nghi bởi vì do chính ông ta đi bắt. Này thằng Nam ra cổng đứng điều tra, tao đi đây. Còn Quỳnh Anh đi cùng tao vào lớp, giờ thì còn tao thế nào? Mày á? Đi theo ông hiệu trưởng, làm theo kế hoạch, 8 giờ sẽ chốt đưa ra chứng cứ. 8 giờ nhá. Có đây không em báo việc này, việc mày đã hứa với tao là hết hôm nay. Mấy giờ rồi? Giờ còn 2 tiếng, nói đi mày tính sao đây? Anh ơi sự cố chẳng may, cấp trên cho nó 2 ngày. Mày gọi cảnh sát bắt luôn vào ngày. Giờ gọi cảnh sát bấm số nào đây? Ơ cảnh sát à, vừa có việc xảy ra. Sao sao nào anh ơi? Có một nghi phạm trường tôi ship cần xa. Ô đâu, đâu rồi anh ơi? Đang ở trong trường, cấp trên tôi định bao che việc này. Mày tôi lại phát hiện kìa, các anh tới trường là tìm ra ngay. Nhanh không đối tượng, chạy thì không hay. Thầy Đức, tôi tin thầy. Chúng em cũng tin thầy. Đề nghị các đồng chí đi vào đây, đối tượng ở đây ạ. Đề nghị các đồng chí tóm gọn 2 đối tượng này. Tốt nhất ấy, là 2 người không nên nói thêm điều gì nữa, bởi vì lời nói của 2 người sẽ là vòng chứng trước bạn. Tôi tưởng em kia rồi. Tốt nhất là thầy đừng nên nói gì nữa, vì mọi lời nói của thầy sẽ là vòng chứng trước tòa đấy. Vòng chứng đây này. Alo. Thầy giáo em đã bị hãm hại. Em cứ gửi toàn bộ chứng cứ qua cho anh, rồi làm theo kế hoạch của anh. Vâng, em biết rồi ạ. Hiệu trưởng ơi, em bị quên. Anh cho em thêm 2 người nữa để em chứng minh ạ. Ông nhẹ một. Chào mọi người. Đi. Thầy cảm ơn em Dương. Kẻ gian là lũ ngay. Giờ trường ta yên tâm, đừng cứ lo việc nhé. Lớp sẽ luôn dẫn đầu, chỉ có thầy Đức mới làm được. Ô ô, cả lớp đoàn kết đây thầy ạ. À. Chúng mày lộ rồi, thu dọn địa bàn, bọn cớm vào cuộc rồi. Lu Bakachi, thằng ngu luôn này, chúng mày nghĩ kế đi, chúng mày để nó phản tao đến bao giờ nữa? Dạ thưa anh, em đã có cách rồi. Cách gì? Được. Kế hay. Vậy là sau lần này
mình sẽ trừ khử được nó và không còn ai quấy nhiễu được tao nữa rồi. Chào mừng quý vị đến với chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày nhà giáo 20 tháng 11. Nhấc chân lên bước sang phải rồi quay tiếp 3 vòng đây. Gây bôi chân rồi đưa tao ra viện đi, lấy càng ra xúc nó luôn đây. Nhấc nó lên nào xong đưa ra viện nhi, gọi giúp cứu thương đến bốc tao đi. Ê chúng mày ơi, tiết thầy Đức tính như nào đây? Nếu bây giờ một bất ngờ cả lớp trốn tiết về đây. Về đây, về đây, về đây. Ờ nhưng không khoa, bây giờ ta biết ra làm sao. Khoa kia kia, lấy nhanh nào, bọn tao đứng đây đợi nhá. Ô, 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 mày bỏ chìa khóa xuống ngay. Trả lại chìa khóa cho bác này và hẹn gặp lại vào ngày mai. Ô, 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 mày về thì chết với tao. Giờ này mà bác bắt cháu được thì cháu sẽ không đi về. Đứng lại ngay cho tao. Đứng lại. Mày giỏi mày đứng lại đi. Địa điểm ở đây các anh em có ý gì vui không? Nếu ở đây thì ta cùng tổ chức party. Ê, giờ anh em chúng ta bắt tay vào việc đi thôi. Nến và hương và hoa thì tao có sẵn rồi. Mẹ thời điên. Quân, mày chạy vào bên trong rồi đi đấu dây điện. Còn thằng Mạnh thằng Tân thì trang trí dây cờ. Này này Quỳnh Anh ơi, mày đi cắm hoa đi. Ok. Giờ mọi người chia ra để làm nốt công việc. 10 giờ ngày hôm nay phải xong hết bữa tiệc. Việc mời thời ra đây thì tao có cách rồi. Trung, giờ cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho thầy, bảo là anh em ta đã bị bắt đi rồi. Gửi địa chỉ này sang thầy sẽ đón ngay thôi. Ờ được đấy, được đấy. Ê, này 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 tụi kia dừng ngay hết tay lại. Cùng là học sinh thôi mà ăn hiếp nhau vậy. Việc gì mà phải khóc, cậu mau đứng lên đi. Hi, mày trốn đi con ạ. Mà ngày hôm nay làm bố phải ra mà. Để thử xem hôm nay có ai đến giúp mày. Vậy là sau hôm nay là mày sẽ bốc khói ngay. Ôi mày ơi, tại sao thầy Đức của tao giờ vẫn chưa thấy đến nhờ? Tao đang lo không biết sẽ ra sao. Thôi không sao đâu, chắc do tắc đường. Tối nay vào 8 giờ mời bọn mày qua tao cùng chung vui bữa tiệc. Thầy bọn mày giờ đây nằm trong tay tao rồi. Nào mời bọn mày qua mà chưa có báo công an. Phải làm sao, thầy Đức bị bắt rồi. Thôi tao đi đây, lỗi do tao. Anh em đi đông chúng nó mới sợ. Anh em lên. Chúng nó đứng, ôi sao đông ghê. Hay thôi anh em, cho tao đi về cay đã. Mày điên à, thế tại vì sao? Đã có kế, anh em yên tâm. Bên trong kia cũng chỉ có đến 5 thằng. Ờ, được đấy. Nó có súng không lo đâu, không sao đâu. Tao đã chuẩn bị vũ khí. Cứ thế nhé anh em chia ra, tụi mình đoàn kết là sẽ cứu được thầy. Mời đại ca ra đây chơi cùng em. Ok baby anh ra liền đây. Ô, đồ ngon, đồ ngon, đồ ngon. Ô sao phê vậy em. Anh chơi xong không tìm thấy lối về. Ôi mau mang dây trói nó lại ngay. Anh biết đánh đầu không? Ronaldo anh cũng không tinh tiền. Chẳng còn ai sẽ đến cứu mày đâu. Tôi yên tâm đi, tao tiện mày sang kia. Mày có muốn nói gì không? Vậy tiến mày xuống dưới đây tâm sự với ông bà. Tất cả bỏ vũ khí xuống. Bỏ vũ khí xuống đi. Tất cả ra ngoài nhá. Chạy chạy chạy. Tất cả ra ngoài rồi. Đứng lên lại nhá. Tất cả ra ngoài. Tất cả ra ngoài nhá. Tất cả ra ngoài hết rồi nhá.
Lần này là do em hết, chẳng phải riêng Tân đâu, còn cả bọn em nữa. Chuyện lần này thì chẳng ai có lỗi, cũng chỉ do âm mưu của mình máu lạnh. Em quên mất là thầy ơi, mai là ngày nhà giáo. Bọn em cũng có món quà tặng thầy đấy. Những tháng ngày vừa qua đã khiến thầy suy nghĩ. Tóc đã bạc hơn, cũng đã rụng đi, nhưng có rít he là chỉ được. Trước hết thầy cảm ơn những tình cảm của lớp. Chỉ mong lớp sẽ luôn học tập tốt. Những tháng ngày vừa qua cũng có nhiều sóng gió. Ta vẫn vượt qua luôn đi cùng nhau, coi lớp như là nhà. Ta vẫn vượt qua luôn đi cùng nhau, coi lớp như là nhà. Thằng này, cầm một cái đây cho thầy. Alo, alo. Hôm nay thì thầy rất là cảm ơn các em. Thật là tự hào khi có những người học sinh như các em. Nhưng mà... Nhưng gì ạ? Những gì ở đây? Ngày mai mời phụ huynh gặp tôi nhá. Sao lại thế ạ? Thì bỏ học thế này mời phụ huynh là đúng rồi còn gì. Thôi nếu gì chúc đi. 2, 3. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.